Trong những giây phút đầu tiên, thưa anh đã thưa với quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay sẽ xuyên suốt từ nhà xưa, rồi nhạc ở hải ngoại, nhạc ở bên Việt Nam, vân vân. Và bây giờ, thưa anh muốn hân hạnh giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ từ San Jose. Người nhạc sĩ này có tên là Thiên Phương, thưa với quý vị. Chị đã từng có những chương trình tác giả và tác phẩm đi trình diễn ở khắp mọi nơi và đặc biệt là tại San Jose. Các quý khán giả ở San Jose thì đã quen thuộc với chúng ta, nhưng mà hôm nay nhạc sĩ Thiên Phương sẽ đến với chúng ta bằng một ca khúc, thưa quý vị, có tựa đề là 30 năm trở về. Thưa anh đã được tiếp xúc với chị rất là ngắn ngủi. Nhạc sĩ tâm sự rằng là sang Hoa Kỳ từ năm 1975, rồi 30 năm sau, chị trở về thăm đất nước, cảm thấy lạc lõng ngay từ lúc bước chân xuống phi trường, bởi vì không có người ra đón. Rồi nhìn những khung cảnh cũ thì đã thay đổi quá nhiều. Và trong cái sự bồi ngồi đó, nhạc sĩ Thiên Phương trở về đã viết thành ca khúc, thưa quý vị, 30 năm trở về. Ba mươi năm cứ trở về thăm thầy bạn cũ trường xưa, không còn ai đón anh nữa. Tuy buồn trời cũng đổ mưa. Ba mươi năm từ trở về, hàng cây nghiêng bóng mong chờ, đường xưa lối in xóa bâng khuâng thương nhớ vô.
Chúa về, mong tìm lại chút thương xưa, nhưng tình không đi mà đời.